đánh vào BMB Bass 25 lam châm kép mà đánh căng như vậy đấy các bác nhá. Anh em đánh vào những đôi loa bãi Bass 40 thoải mái luôn, loa nghe nhạc đấy. Còn những đôi karaoke thì bâu beo BMB thì đánh chết luôn, không cần nghĩ. Với cái nội thất như này đấy. Nội thất đẳng cấp không? Đậm chất Mỹ luôn. Nó không làm theo kiểu đẩy sân khấu các bác nhá, mà nó đậm chất kiểu thiết kế mạch kiểu Mỹ. Nó không làm theo kiểu đời mới. Thì con này thì nó là Mỹ nòi nên là nó không phải là đẩy đời mới, anh em phải lưu ý điều đó nha. Đấy, hát một vài câu cho nó đủ bộ thôi. Chứ còn cửa hàng thì cũng không chuyên về hát đâu. Nói chung là không thuộc một bài hát nào đâu các bác nhá. Bài nào cũng nghe. Bài nào cũng nghe nhưng không thuộc bài nào đâu. Hát cố để test nhạc thôi. Dù tình kiếm rơi rơi nhưng anh còn mãi ân, còn mãi đắm đuối những giấc mơ cờ giàu. Giờ anh về đón trong căn phòng hoang vắng, một người để yêu về trong giấc mơ đêm đêm. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Con này thì anh em chơi gia đình cả nghe cả hát, chơi với ba của mình rất hay. Cảm ơn các bạn nhé. Giá sản vàng 10.500.000 đồng, đừng có điều hòa đồng.